Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thương bạn chị em, hôm nay toàn thể giáo hội chúng ta, các ca đoàn trên toàn thế giới và lời ca trong tâm hồn chúng ta vang lên để nhớ đến Thánh Cecilia. Vị Thánh đã hiến dâng cả đức tin của mình, cả cuộc đời của mình để trở thành lời ca mới, lời ca đẹp lòng Chúa, khởi đi từ thế kỷ thứ ba của giáo hội chúng ta đến tận ngày hôm nay. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành và sâu lắng của mỗi người chúng ta. Chúng con cảm ơn Đức Mẹ Thánh Cả Giô-se, đời sống thánh thiện của các ngài cũng chính là lời ca cho tâm hồn chúng con. Xin Thánh Nữ Cecilia thương cầu thay nguyện giúp cho chúng con được bình an, được chữa lành khi chúng con ca vang tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong tâm hồn, trên môi miệng và nơi cuộc đời chúng con. Dâng thánh lễ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa nhân dịp bổn mạng ca đoàn Cecilia đang phục vụ chúng ta đây 54 năm. Chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn, lời không khen chân thành và sâu lắng của mỗi người chúng con. Xin Chúa thương ban bình an cho quý sơ dòng Phaolô, cho sơ đã đồng hành xuyên suốt với ca đoàn Cecilia là sơ Mary và quý ân nhân, thân nhân, quý thành viên của ca đoàn Cecilia. Chúng con cũng cầu nguyện cho những ca viên của ca đoàn đã được Chúa thương gọi về là Teresa, Elizabeth, Maria Magdalena. Chúng con cũng cầu nguyện cho những linh hồn ngoài giáo hội chúng ta đã từng phục vụ trong ca đoàn. Chúng con dâng lên Chúa những người con cái của Chúa nhân lễ dỗ là Maria, Monica, Andre, Ferro lễ dỗ 1 năm, Giuse, cùng những người con cái của Chúa mà mỗi người chúng con có ý cầu nguyện cho là Philippe, Giuse, Anton, Maria, linh mục Gioan Bautista, Isabelle, Gioan Kim Khẩu, Isabel, Raymond, Paulo, các thai nhi và ông bà tổ tiên của chúng con. Xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và cùng với lời ca tiếng hát của chúng con. Xin Chúa thương nhận lấy những lầm lỗi thiếu sót của chúng con, những khi chúng con không chịu ca vang tình thương và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, thánh hóa chúng con để chúng con được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Thánh Cecilia, chúng con
tiếng dâng lời khẩn nguyện. Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi: hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay Thiên Thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp Thiên Thần và xin Người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: cầm lấy mà nuốt đi, nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay Thiên Thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi: một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin hãy nghe
Chúa Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Thương bạn trẻ em, Chúa Giêsu đã trích lại lời như một bài ca của Isaiah: nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Vì nhiều khi chúng ta để ý đến chuyện tiến dâng lên Chúa quá, nên cần phải có lễ vật chiên, bò, lừa, bồ câu, nên anh biến nhà cha thành một nơi buôn bán. Mà buôn bán thì có lời lãi, phải có người mua vào ít hơn, bán ra thì nó phải cao giá hơn. Thế là trở thành luôn cái xào huyệt của bọn cướp luôn. Thế là đền thánh Jerusalem lúc này được Chúa thương cảnh cáo cho để trở về đúng với chức năng của một ngôi đền thờ là nơi cầu nguyện. Khi nhắc đến cầu nguyện, chúng ta còn nói đến tâm tình của một cái con người luôn toàn tâm, toàn ý, toàn trí tiến dâng lên Chúa nữa. Tâm tình cầu nguyện có thể là những cái nỗi buồn, nhưng mà khi tiến dâng lên Chúa lại trở thành một niềm vui sâu lắng của người sống tâm tình cậy trông. Chúng ta biết Cựu Ước có Thánh Vương David là người đã viết lại những cái bài ca để tiến dâng lên Chúa như vậy trong các thánh vịnh. Rồi Isaiah, một ngôn sứ luôn loan báo lòng xót thương của Thiên Chúa và loan báo đứng Messiah đến cùng với một tâm thế rất là hân hoan vui tươi. Rồi Chúa Giêsu, người nhắc lại chính điều chính yếu hôm nay, cũng nhắc trong một niềm vui cách riêng theo cách diệt đạt của Thánh sử Luca. Người luôn có những cái bài ca trong tin mừng của mình nên diễn tả niềm vui đó, hân hoan đó, nó kết liên hơn. Và thương bạn chị em, chúng ta thường hay gắn kết giữa hát hay là cầu nguyện hai lần như là lời của Thánh Agustino. Nhưng trước khi Agustino nói đến điều đó thì đã có một vị thánh nữ đã nói lên một cách nó toàn vẹn hơn. Cầu nguyện sâu lắng, cầu nguyện với trọn vẹn đức tin của mình thì không chỉ là hát hay đâu, mà còn sáng tác hay nữa, còn đàn hay nữa. Thánh Lucia, Thánh Cecilia, sau khi người nghe được thông báo là người sẽ buộc đi đến một cái cuộc hôn nhân, thì người
liền dạo lên trong mình một khúc ca diệt đạt đức tin của mình. Và trong khúc ca đó, như một lời xác quyết, người tận hiến cuộc đời của mình lên Thiên Chúa. Nên người sắp kết hôn với người nghe được cái tiếng đàn đó, nghe được cái tiếng ca vang lên cùng tiếng đàn đó, thì đã chấp nhận, đã đón nhận cái lời mà Cecilia muốn nói. Người chồng đó không chỉ giữ sự trinh trắng cho người vợ của mình, mà được lời khuyên, người chồng đó được rửa tội, được trở thành một Kitô hữu. Và những người bà con, người em của người chồng đó, những người bà con đó cũng trở thành những Kitô hữu luôn. Cecilia nói rằng là tên của tôi là Cecilia, một tên gọi rất đẹp, nhưng đẹp nhất, tên đẹp nhất của tôi là một Kitô hữu. Thương bạn chị em, hân hoan đó chính là lời ca đó. Hân hoan đó chính là lời ca đẹp lòng Thiên Chúa nhất đó. Giây phút này chúng ta cảm nhận chính lời ca đó tiếp tục vang lên nơi tâm trí chúng ta, trên môi miệng chúng ta, nơi tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhớ lại lời Sơ Mary đã nhắc cho ca đoàn, cũng là nhắc cho chính mỗi người chúng ta khi đi tham dự thánh lễ đây. Chúng ta dâng lên Chúa điều gì? Một trong những điều mà Chúa ân nhận, thương bạn chị em, là tâm tình cầu nguyện thể hiện trong lời ca tiếng hát của chúng ta đây. Đó là sự đơn sơ, khiêm nhường, dấn thân, nhiệt thành và vâng lời. Xin Chúa cho mỗi lời chúng con ca lên vâng theo lời mà Chúa hằng dâng lên Thiên Chúa Cha. Đó là lời cầu nguyện, lời đẹp lòng Thiên Chúa Cha nhất. Nhà Cha, nhà của ta sẽ là nhà cầu nguyện. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc khi lời xác nhận trở thành một Kitô hữu cũng là lời xác nhận để chấp nhận chịu thương khó với Chúa. Xin Chúa thương thánh hóa những lễ vật này và thánh hóa cõi lòng chúng con để đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh Cecilia lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của thánh Cecilia đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa, là đấng ban cho Ngài được cháy lửa đức tin, thôi thúc Ngài bền độ đến cùng và ban tặng vinh thăng trong cuộc chiến của Ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh ca thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đống sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái hương thánh hoa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa linh người chúng con cử hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nôm chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén,
tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của cô hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tự đạo hiển vinh, Thánh Cecilia và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Giuse phụ tá của chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhang Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với mình và máu Đức Kitô, ước chi chúng con nhờ đó mà tìm được sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh Cecilia tử đạo thắng mọi gian khó để trung thành với Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.